Ôi các bạn ơi, có một cái đường hầm chiêu trâu chiêu dài luôn. Không biết cái đường hầm này dẫn đi đâu à Tam nhỉ? Em không biết luôn anh ạ, nhìn nó đen đen, nó tối tối mà nó hun hút, em sợ lắm anh ơi. Ui, xa tít ở kia kìa. Ui. Cái gì đấy? Ui, Mita bị làm sao các bạn ơi? Mita ơi! Anh đã bảo mày cầm cẩn thận rồi, nhưng mày không cầm cẩn thận để nó kẹp như thế này. Thôi. Bỏ tay ra nó mới rời ra được. Cô chết từ bao giờ anh ạ? Vì ta trốn anh em quá. Trốn. Hóa ra là cái con cua này nó chết từ bao giờ rồi. Mày đặt ơi, tại vì ta làm đôi dép của mình bẩn chết đi được. Người thông minh ấy, người ta phải biết dùng đến cái đầu. Đây này, kẹp dép vào nách ấy, úi dồi ôi. Vừa trắng lại vừa sáng, úi dồi, nó có bẩn đâu. Trời ơi, nói thì hay ấy, nhìn lại cái chân cậu xem. Hôm nay chúng mình đang ra đồng cắm trại các bạn ạ. Mà Mita thấy đồng này vắng vẻ không? Có anh ạ. Hôm nay anh bao hết cả đồng, không có một ai ra đồng hết, chỉ có nguyên anh em mình ra đây cắm trại thôi. Đừng có mà nói phét. Hôm nay trời mưa bão gió giết như này thì ai ra đồng anh? Chỉ có mình quay video cho các bạn xem thì mới ra đồng thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Quay một video vất vả lắm các bạn ạ. Mưa gió mà chúng mình vẫn ra đây quay video này. Thế nên các bạn xem video đừng tiếc một like mà bấm like video này ủng hộ chúng mình với nhá. Nhớ like video nha các bạn. Thôi em ơi, dựng lều nhanh khỏi mưa đến không kịp bây giờ. Hôm nay đại gia Bita sẽ đãi các bạn món hải sản nướng. Ngon đấy, ngon đấy. Đời thế nhỉ. Hôm nay tốt thế. Hải sản đâu hả Bita? Mang cho đây để anh em mình nướng. Chờ em tí đây, ra luôn anh ơi. Đây. Hải sản đây anh. Vẫn là con cua chết lúc nãy đây à? Đúng rồi anh. Trời ơi. Có một con cua này bốn đứa thì đứa nào ăn đứa nào đừng. Từ từ là giải tán đi. Từ từ bình tĩnh. Vẫn còn mà. Anh biết là Mita vẫn còn mà. Chẳng lẽ lại cho bọn anh ăn mỗi con cua đúng không? Đúng anh ạ. Có cái gì thì bỏ ra luôn đi, nhanh lên. Muộn. Về rồi. Nhét tại trong túi. Nhanh lên. Đây. Còn mấy củ khoai anh ạ. Không còn gì nữa. Thế rồi. Đi về. Mùa này đang nhiều chuột hay anh em mình đi bắt chuột về nướng đi, ăn cho nó ngon. Thôi, không ăn thịt chuột đâu, kinh lắm. Trời ghét thế này làm gì có chuột mà bắt, mà ngại lắm anh không bắt chuột đâu. Đúng là dã man con ngàn, chuột mà cũng bắt. Nó chỉ cần ra cái này anh bỏ luôn. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Tụi Linh đây nhỉ? Nó chỉ... Đây! Mày chạy đi đâu? Không nhảy được đâu. Ôi, nó nhảy đấy anh ơi. Con chuột này là phá hoại mùa màng của các bác nông dân rất là nhiều rồi các bạn ơi. Mày chết. Bây giờ đi bắt thêm đi. Cẩn thận nó nhảy ra đây. Đổ vào đi coi. Đổ. Cái hang này rất là sâu luôn. Nó sâu rồi. Nó sâu ở bên này anh ơi. Ui, có con cá luôn. Có. Đâu? Có cá. Đâu rồi đây? Ui. Bắt chuột không được chuột này được cá đâu ơi. Đây các bạn ơi. À, một con cá. Này anh ơi, hình như là chắc là chuột nó cắp cá vào đây anh. Nhưng mà nó chưa kịp ăn. Thôi thả nó đi anh ạ. Thôi ra thả mương cho nó sống nhá. Con cá này bé xíu như siêu này, mình vừa giải cứu con cá này từ hang chuột các bạn ạ. Thả xuống. Nào. Cái hang của nó đây này các bạn ơi. Đây này, rất là mới luôn, hang này chắc chắn có chuột luôn. Và bên này mình vừa khám phá ra chắc là một cái ngách của nó để nó làm đường thoát thân. Mình bịt luôn lại các bạn nhá. Bịt chắc mà anh ạ. Bịt thế này không bao giờ ra nữa. Rồi để tìm xem còn cái ngách nào bên nào bên này không. Tìm ngách nào. Bita đổ nước vào đi ạ, Bita ơi. Đổ nước vào xem là nước chảy đến đâu là ngách ở đấy các bạn nhá.
Ui, nó chảy như ở không đáy luôn các bạn ạ. À, đây này các bạn ơi. Đây. Cô lấy ra cô ơi. Đây. Đây. Đây là con ốc sên mà. Đấy, con ốc sên đấy. Cho nó làm mồi cho chuột. Mà chạy em bịt kín ăn chuột. Cậu mà bịt đấy vào là chuột nó không chạy ra được đâu. Đây nè, Hà Sam ơi. Ui. Cái hang này rất mới luôn. Các em chuẩn bị nhá. Vâng. Dỗ ruộng luôn các bạn ơi. Chạy. Mày nhanh tay con này to đây, mày siêu to khủng quá. Nó cắn. May là Bita đeo găng tay đấy. Sao không em? Không sao anh ạ. Rồi con này rất béo. Mày còn định cắn Bita cho vào lồng luôn. Cái hang này rất là đẹp, các em có thấy thế không? Nhẫn nhụ ý các bạn ạ, chắc là đây là hoa hậu chuột ở. Nhưng mà hang này không to lắm, anh nghĩ con chuột chắc là nó chỉ bằng cái cán cuốc này thôi. Đúng rồi. Cán cuốc này to lắm anh ạ. Cán cuốc này nó to lắm mẹ anh ơi. Trời ơi, con chuột bằng thế thì to lắm mẹ. Bita chờ nha, nó chạy ra cái nó bắt ngay nhá. Ui, tông à anh. Ui, nhìn các bạn ơi, càng ngày càng sâu. Càng ngày càng sâu luôn các bạn ạ. Vâng. Nó đào thông từ bên kia ra bên này các bạn ơi. Hết hang rồi, nó chạy mất rồi. Ui ôi, ở giữa ruộng các bạn ơi. Có một cái hang này. Ui ôi, to lắm luôn. Cuốc luôn. Ui, cả cuốc càng to này Hà Sam ơi. Không tít vào bên trong các bạn ơi. Ui ôi. Ui, vẫn còn tiếp. Ui. Hết rồi. Hết rồi. Ơ. Lên nào. Hết rồi. Nó đi anh kiếm ăn rồi. Đây này nó đường của nó. Ai chuột ơi. Đâu rồi? Hai tao đi đây. Nó đang lủi lủi đây, hai tao đi đâu? Đây. Anh cầm đuôi nó đây, anh cầm đuôi nó đây. Đây anh túm đi. Đâu rồi? Đuôi đi, túm đuôi đi. Bắt tầm được một con chuột nữa các bạn ơi. Ui. Con này rất là to luôn. Thôi rồi, thanh quá lại vô bắt ra từ lúc mà ấy, đào bên kia này, cuối cùng là đuổi bắt này, bây giờ là chạy ra tận ngõ bên này để bắt được cái con chuột này các bạn ơi. Vào xô. Cuốc cái kiểu gì mà cuốc chuột thì cắm cái lưỡi này đây còn khoe được rồi ra. Ôi trời ơi, đi cuốc chuột đấy các bạn ơi, cuốc hàng chuột đấy. Đấy, ui tổ đây. Bạn ui, cái tổ tròn xoe này như tổ chim mà các bạn ơi, nhìn này. Bạn ơi nhìn này. Ui Bita này. Đào ra một cái tổ này các bạn ơi. Ở trong này là có rơm luôn như tổ chim luôn ấy. Đây này. Đấy. Đấy, ui. Nhìn không khác gì một cái tổ chim ở trong lòng đất luôn ấy. Một tổ này các bạn ơi. Ui. Hai tổ này. Ba tổ này. Bốn tổ này. Ui các bạn ơi. Ôi, một công trình này các bạn ạ. À. Công trình của chuột khả năng chỗ này phải có 10 con. Chuẩn bị nhá. Nhìn kỹ mà không nó chạy ra không biết đâu. Một con hổ. 10 con mất. Trời đây. Đấy. Quá nhiều luôn. Một công trình của chuột các bạn ạ. Chắc là họ hàng hang hốc là vào đây hết rồi đấy này. Rất nhiều hang chuột đây mà lại không có con nào thì vô lý các bạn ạ. Đây. Đâu? Đây. Đây. Nhảy xuống luôn các bạn ơi. Đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Đây, anh ơi! Nó vừa ở đây này! Đâu rồi, Bita! Đây! Chui vào hang này ơi! Đây! Đây, Bita! Đây! Chui vào hang này, đây! Hang này, từ chỗ này đến chỗ này thôi! Nhanh lên! Cào ra! Đây, chỗ này! Hang này! Nó đang ở đây! Em vừa nhìn thấy đầu nó thò ở đây này, anh ơi! Đúng rồi, để cho Bita chuẩn bị nhá! À, Sam cầm xô! Úp! Đây! Thẳng tay tớ xuống luôn. Đầu nó vừa thở đấy. Con chuột vừa chạy vào đây rồi. Lấp lỗ này đi ạ. Đây. Lấp vào. Đây rồi. Ôi chặn bên này đi. Đúng rồi. Đấy. Có úp chuột. Đây. Đó đây. Đây rồi, bên ta tắm được. Đây. Úp vào. Đây rồi. Đây, ở chỗ cỏ này. Ui, chỗ cỏ chạy rồi. Ở đây. Úp vào.
Nó chạy đi mất rồi. Beta vừa bảo đây có một cái hang này. Ui, cái hang này rất là sâu luôn. Nhìn này. Anh nghĩ là hang này có chuột đấy các em ơi. Cô đi Beta. Có ai chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi coi. Ấy ạ. Con chuột nó ra chuẩn bị đều luôn. Còn Hà Sa vẫn đang ở tít tít bên kia các bạn kìa. Không có ai Beta. Đi anh nghe không có. Ôi rồi cái hang bị tịt rồi các bạn ạ. Nó đào có một lúc còn đến đây là tịt rồi. Rất nhiều hang nhưng mà toàn những hang kiểu chuột bỏ rồi hoặc là vì một lý do nào đó nó đã bị chết rồi các bạn ạ. Ui. Có rơm anh ơi. Ui nhưng mà cái rơm này rơm cũ rồi các bạn ơi. Có khả năng là chuột nó bỏ cái tổ này rồi. Phải rơm mới thì nó mới ở cơ. Mà đến đây cũng hết hang rồi các bạn ạ. Hay đây không phải hang chuột mà là hang rắn. Bọn em về lều đi. Anh mang chuột về thịt xong rồi anh rửa sạch rồi mang lên nướng nhá. Ôi giời ơi, cứ được rồi, anh về nhanh lên. Đấy. Anh làm chuột chạy đi hết rồi. Đây này anh ơi. Đây. Nó vừa chui vào này xong. Chạy hết rồi là sao ơi. Mất mãi mới được con chuột. Bây giờ sổng hết rồi các bạn ơi. Thôi em không phải lo. Để anh về. Anh lấy đồ ăn ra rồi anh em mình nướng. Chuột bây giờ không còn thì không biết là nướng cái gì các bạn nhỉ? Chẳng may làm mất mấy con chuột của mọi người. Nên là bây giờ mình phải đền một mâm hải sản. Có tôm này, có xúc xích này, có ngô này, có khoai này. Và có cả con cua của Beta nữa các bạn ạ. Nhìn ngon không? Biểu mang ra nướng. Ôi trời ơi. Rồi, bếp đã lên lửa. Hà Sam cho đồ ăn vào đi em. Ôi dồi ôi, anh ơi. Em cứ cho con cua trước anh ạ. Ôi dồi ôi. Ui. Lát nữa anh sẽ ăn hai cái càng có đâu cho bọn em tất. Thôi anh em cho anh thân em ăn càng thôi. Thôi anh ăn cái khác đi. Cho hai anh em tranh nhau. Đúng rồi. Thế bây giờ là chia cho anh gấu đỏ với lại Beta là cua thôi. Còn đâu còn lại là em với lại cò chia nhau. Đúng rồi. Cái xúc xích này nó to này các bạn ơi. Nhìn này. Wow, nó siêu to khổng lồ luôn ý. Úi dồi ôi. Cả con tôm này cũng rất là to các bạn ơi, nhìn này. Ôi, đầu nó to dã man anh ạ. Người con này nó không cân đối anh ạ. Đầu to nhưng mà người nhỏ. Đây là tôm càng xanh các bạn ơi. Cái càng của nó rất là xanh luôn. Càng nó dài ngoãng hơn. Ui. Cái này cháy rồi. Cháy. Phải nhanh. Đúng rồi, mình phải lật đào. Ui, cái này lật tôm ấy xem nào. Ui, cháy rồi. Tôm là bắt đầu cũng đang có dấu hiệu vàng vàng rồi các bạn ơi. Đây này, chân cua vàng rồi này anh ơi. Thời tiết miền Bắc hôm nay núc lắng núc mưa các bạn ơi. Vừa lúc ấy nắng to mà bây giờ lại âm mù mù mịt mà lại rất là lạnh luôn ấy. Mình vừa phải lấy cái áo mặc vào cho ấm. Ôi, ba người kia đang sưởi ấm luôn. Vừa nướng vừa sưởi ấm. Sau một lúc thì tất cả các món đã chín rồi các bạn ơi. Ui trời ơi. Ôi đừng để vào đĩa, không nó dụng. Đây đã đây. Bây giờ là này, cái này chín rồi. Mỗi người một chiếc ăn trước đi cho nó đói anh ạ. Ui giời ơi, mình xin. Đi bắt chuột từ sáng đến giờ bây giờ mới được ăn nhưng mà không phải ăn thịt chuột mà là ăn xúc xích. Mà các bạn nha. Ui giời ơi. Ngon lắm. Ui bị ta tay run đói quá xuống các bạn ạ. Cay. Các bạn ơi. Ui. Vỏ ngoài giòn, bên trong mềm mềm và rất là ngọt. Mà mùa đông này anh ơi, ăn cay một tí thì nó mới ngon, đúng không các bạn? Còn là chín rồi này các bạn ơi, úi trời ơi. Co, cầm lấy. Cho em hả? Đây, rồi đấy, cho em cái đấy. Xem trong cái càng này nó có gì không các bạn nhá. Ui, có thịt ui, mà. Ui, có tí thịt này. Khó nhai lắm các bạn. Bốc hơi này các bạn ơi, vẫn nóng hôi hổi luôn. Wow. Ui, khói bốc lên nghi ngút luôn anh ơi, đỏ ạ. À. Anh nóng quá, đau. Wow. Nhìn này các bạn ơi. Ngon không anh?
ngọt dã man luôn. Tôm này là tôm tươi, nó vẫn còn nhảy nhanh nách cơ mà, đúng không? Ôi dồi ôi, nhìn là Tam ăn thì các bạn ơi. Ngon không hả Tam? Ngon anh ạ. Ngon bằng thịt chuột không? Thực ra là em chưa ăn thịt chuột bao giờ anh ạ, không biết là có ngon hay không. Xong thì ăn xong rồi anh em mình lại đi bắt chuột nướng tiếp nhá. Ok. Còn Mita, ui ôi, Mita ăn Tam đấy các bạn ơi. Một đống vỏ luôn. Lục. Ôi dồi ôi. Từ nãy đến giờ không nói gì thì ra là đang ngồi ăn anh ạ. Đấy mà mang cái một con cua đi rồi bảo anh em nấu hải sản. Một mình ăn hết một đống tôm luôn các bạn ạ. Úi dồi ngô chín rồi. Đâu quá. Tưởng là Vita tung cho Hà Sam, ai ngờ Vita ăn luôn. Ngon ngọt anh ạ. Ngon. Có một con cua có hai cái càng, mà ở đây có bốn người nên là anh gấu đỏ với lại cò nhường cho Hà Sam với Vita ăn các bạn ạ. Anh ăn con cua to này thôi chứ ăn làm gì càng. Càng béo còn nhiều thịt hơn. Ôi nhìn này, ui. Ui rút ra, ui, ui. Ui. Wow. Nhìn nè. Ui ngừng ngon không? Ui nó nóng hổi luôn. Ây hà. Cắn đi miếng đi Vita. Khoan khoan khoan, dừng lại đã. Dừng lại. À nhập. Đây mới chuẩn bài. Ui. Ui rồi ui. Cẩn thận cả bóng. Nó có vị gì? Ngọt. Cua ngon. Ôi trời ơi. Cua mình lại chả bảo không ngon. Cua tuy là nó chết rồi nhưng mà chết nhưng mà nó vẫn còn tươi các bạn ạ. Nó không khói. Vậy là một ngày cắm trại và bắt chuột ở trên đồng đã kết thúc. Bây giờ chúng mình phải dọn lều và đi về đây. Bye bye các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.